Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin ông Trọng tung đòn cuối, ai sẽ vào lò đây. Đúng như dự đoán, ông Trọng sẽ đem nhiều vụ án ra xét xử trong thời gian này để chốt nhân sự cho Đại hội 13. Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Trọng với tư cách là trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã chủ trì cuộc họp thường trực ban chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến đối với một số vụ án tham nhũng. Tại cuộc họp, thường trực ban chỉ đạo đề nghị phấn đấu đến hết năm 2020 kết thúc điều tra 5 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 1 vụ án, xét xử sơ thẩm 6 vụ án, xét xử phúc thẩm 5 vụ án và kết thúc xác minh xử lý 12 vụ việc. Những vụ án trọng điểm đó là những vụ án nào? Thứ nhất là vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan. Thứ nhì là vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại khu vực dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Thứ ba là vụ án vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát, lãng phí, tham ô tài sản xảy ra tại công ty nông nghiệp Sài Gòn - Sagri. Và thứ tư là vụ án vi phạm về quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên. Tiếp đến là dự án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ở Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, công ty Việt Nam Pharma và các đơn vị liên quan. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Trong số 5 vụ án này, có hầu hết là những vụ án có dính đến trách nhiệm của những quan chức đang còn giữ chức trong bộ máy của Đảng và Nhà nước hoặc vừa về hưu. Nhiều vụ án được cho là nhắm vào những nhân vật cộng cán đã về hưu, nhưng rồi suốt hơn một năm, ông Trọng cũng chưa đưa ra để truy tố được và chưa làm gì sở tế họ. Và liệu lần này ông Trọng có làm được điều đó hay không? Câu hỏi cũng được đặt ra. Và ông Trọng có thể chạm đến Lê Thanh Hải hay không cũng là một điều người dân đặt câu hỏi. Có thể nói, cánh phía Nam là thế lực mà Nguyễn Phú Trọng khó xử lý nhất. Nhánh Nguyễn Tấn Dũng, gia tộc họ Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân sai phạm nghiêm trọng như thế, nhưng cho đến nay bao này vẫn còn nhởn nhơ. Và thế lực được bao này đỡ đầu cũng không ít. Vụ án sai phạm ở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sagri của em trai ông Lê Thanh Hải, đó là Lê Tấn Hùng, rất nghiêm trọng. Vào ngày 6 tháng 7 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giữ bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, làm việc đối với các bị can về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, bao gồm Lê Tấn Hùng, sinh năm 1963, nguyên Tổng Giám đốc, cư trú tại số 22 Trương Định, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, và Nguyễn Thành Mỹ, sinh năm 1959, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, cư trú tại số 157/32, Hưng Phú, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Và điều đặc biệt là ông Lê Tấn Hùng đã bị Bộ Công an bắt mang đi để tránh bị can thiệp bởi thế lực của Lê Thanh Hải tại Sài Gòn. Thế nhưng, cho đến hôm nay đã 16 tháng mà công việc điều tra vẫn chậm chân tại chỗ. Ông Lê Thanh Hải cũng chỉ bị Đảng khiển trách qua loa mà không hề có động thái nào khác. Điều đó cho thấy thế lực dòng họ Lê Trương tại Sài Gòn còn rất mạnh. Đây là hình ảnh câu hỏi xếp nào mà báo Thanh Niên đặt ra, đến nay ông Nguyễn Phú Trọng giải thích chưa nổi. Lê Tấn Hùng tiến thân nhờ nâng đỡ của ai chắc không cần phải nói ra. Điều đáng nói là việc ông Trọng bắt giữ Lê Tấn Hùng ở đây là muốn tiến đến cửa nhà ông Lê Thanh Hải, nhưng dường như ông đã vấp phải lực cản rất lớn. Nếu khui được cái ổ Lê Thanh Hải thì những tay chân dưới trướng ông này chắc chắn cũng không thoát. Tóm lại, Lê Thanh Hải rồi Nguyễn Thành Đua, Tất Thành Cang và Lê Hoàng Quân cũng không thể nào thoát được. Lần này, ông Nguyễn Phú Trọng đem Lê Tấn Hùng ra xử. Không biết ông ta xử cho xong để kết thúc vụ án dây dưa hơn một năm nay hay ông ta muốn xử để moi thêm nhiều kẻ liên quan ra nữa. Chưa biết, phải chờ khi vụ án này đem ra xét xử xem có tình tiết nào mới hay không. Còn ai nữa đang run sợ trước đợt càn quét này của ông Nguyễn Phú Trọng trước Đại hội 13? Đó là Hoàng Trung Hải thì đang phải thời kỳ sóng gió. Hiện tại, chức Ủy viên Bộ Chính trị vẫn còn trong tay ông, nhưng phải nói là rất mong manh. Vì sao vậy? Bởi vì nhóm sai phạm ở dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên
có liên quan tới ông. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng hối thúc xét xử vụ án này thì có thể nói Hoàng Trung Hải như đang ngồi trên đống lửa. Chú ý rằng đây là chính là sai phạm dẫn đến việc ông Hoàng Trung Hải mất chức bí thư Hà Nội. Nên khi đó được đưa xét xử mà ông Hải còn bảo toàn được tước vị thì có thể nói đó là thành công mỹ mãn của ông ta. Được biết, vào hôm 9 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Gang thép Việt Nam. Trong đó xác định ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong thời kỳ giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với doanh nghiệp mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên, còn gọi là dự án Thisco 2. Tiếp theo đó, vào ngày 10 tháng 1 năm 2020, tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải. Vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, Bộ Chính trị cho thôi chức Bí thư Thành ủy Hà Nội của ông Hoàng Trung Hải. Chính ông Phạm Minh Chính là trưởng ban tổ chức Trung ương đã công bố quyết định và điều động ông Hải giữ chức Phó trưởng Bộ phận chuyên trách tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng bên cạnh ông Nguyễn Phú Trọng. Việc tuyên truyền của ông Nguyễn Phú Trọng làm cho người ta không biết ông Trọng muốn trừng phạt ông Hoàng Trung Hải thật hay phạt chiếu lệ để Đại hội 13 cơ cấu tiếp. Dù thế nào đi chăng nữa thì vụ án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên cũng là một đợt sóng gió rất lớn đối với ông Hoàng Trung Hải, và hãy chờ xem. Đây là hình ảnh miêu tả cho số phận của ông Hoàng Trung Hải rồi sẽ ra sao. Và còn ai đang run nữa đây? Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi bị phát hiện sai phạm dưới thời ông Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, nhưng sai phạm trong quá trình thi công là dưới thời ông Trương Quang Nghĩa. Từ tháng 10 năm 2018, phát hiện trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi chi chít ổ gà. Sau đó, các chuyên gia vào cuộc nhận định cao tốc này có vấn đề về chất lượng. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Giao thông Vận tải đã ký quyết định thanh tra đột xuất việc quản lý thực hiện khai thác dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Vào tháng 11 năm 2019, thì Bộ Công an thì bắt đầu vào cuộc điều tra và khởi tố, bắt giam nhiều bị can liên quan đến sai phạm dự án. Trong đó có hai cựu phó tổng giám đốc của VEC là Lê Quang Hào và Nguyễn Minh Hùng bị bắt tạm giam để điều tra. Được biết, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, viết tắt là VEC, là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Sai phạm của doanh nghiệp này nó diễn ra dưới thời ông Trương Quang Nghĩa. Tuy nhiên, hiện nay ông Trương Quang Nghĩa đã không còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nữa, mà ông được điều làm Bí thư thành phố Đà Nẵng. Và nếu chúng ta kiểm lại thì rất rõ rằng cả hai đời bí thư trước của ông Trương Quang Nghĩa đều có số phận xấu, đó là ông Nguyễn Bá Thanh và ông Nguyễn Xuân Anh đều ở Đà Nẵng. Không biết vụ án này có réo được tên ông Trương Quang Nghĩa hay không. Đây là hình ảnh ông Trương Quang Nghĩa, cánh tay đắc lực của Đinh La Thăng. Được sự ưu ái của Đinh La Thăng, ông Trương Quang Nghĩa và VEC dần lớn mạnh, được quản lý và thi công hàng loạt tuyến cao tốc lớn trong cả nước. Từ đó, VEC vẫn là ông trùm cao tốc khi đang quản lý và vận hành 5 dự án lớn có tổng mức đầu tư lên tới cả 100.000 tỷ đồng, bao gồm cao tốc Nội Bài - Lào Cai 24.500 tỷ đồng, cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình 9.000 tỷ đồng, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 34.500 tỷ đồng, cao tốc Long Thành - Dầu Dây 16.000 tỷ đồng, cao tốc Bến Lức - Long Thành 31.300 tỷ đồng. Và sai phạm của VEC là rõ ràng, Đinh La Thăng chưa thấy bị nêu ra trong sai phạm này. Vậy liệu Trương Quang Nghĩa có dính? Ngoài 5 đại án lớn trên thì ông Nguyễn Phú Trọng còn nhắm vào những vụ án nào nữa? Được biết, trong kỳ họp này, ngoài 5 đại án trên, ông Trọng còn chú ý đến 4 vụ án trọng điểm khác, bao gồm: thứ nhất là vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam. Thứ nhì là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải quân. Thứ ba là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến dự án 812 Lê Duẩn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ tư tiếp theo là vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng BIDV và một số công ty có liên quan. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã rất già nua, không còn nhiều thời gian để đốt lò.
ông Nguyễn Phú Trọng biết rõ hơn ai hết về nạn tham nhũng ngày càng trầm trọng và sẽ hủy hoại tính chính tranh của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ đẩy đất nước đến chỗ lụn bại. Ông Trọng là con người bảo thủ và trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, điều đó ai cũng biết, và ông cũng đã nỗ lực đốt lò để loại bỏ những thành phần ông cho là làm hại uy tín của Đảng ông. Thế nhưng thực chất, tham nhũng trong Đảng Cộng sản Việt Nam như cây trong rừng, ông đốn lẻ tẻ thì không bao giờ hết được. Đã 5 năm, ông Trọng phát động cuộc chiến chống tham nhũng rầm rộ, nhưng cuối cùng thì sao? Thì tham nhũng vẫn đẩy ra đó mà không có cách nào triệt được. Có lẽ ông Trọng chống tham nhũng cũng chỉ là cách đánh bóng tên tuổi trước khi ông ta nghỉ hưu mà thôi, chứ chẳng giúp ích gì trong vấn đề làm cho Đảng trong sạch thêm. Và thời gian trên chiếc ghế quyền lực của Nguyễn Phú Trọng chỉ còn được tính bằng tháng, và sức khỏe của ông cũng rất kém. Không biết với cú tung đòn này ông có tóm được gì, nhưng chắc chắn đây là cú tung đòn cuối cùng của ông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2020 với bản tin Ông Trọng tung đòn cuối, ai sẽ vào lò. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.